Thưa quý vị, luôn song hành với bác sĩ trên mọi chặng đường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, đó là người điều dưỡng. Những người với nụ cười hiền hậu và sự chăm sóc tận tâm, luôn yêu thương và chăm sóc người bệnh như chính người thân của mình. Điều dưỡng là một nghề chuyên biệt, công việc của trái tim. Làm dâu trăm họ là cách nói ví von khi người ta nói về nghề điều dưỡng, bởi tính chất công việc của họ là phải chăm sóc phục vụ người bệnh một cách tận tình nhất. Chính sự tận tâm phục vụ, những hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần tạo nên sự thành công của các bệnh viện. Xin được trích dẫn đôi lời tâm sự của người trong cuộc để mọi người chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông cho những bàn tay lặng lẽ. Do đặc trưng của khoa đột quỵ là bệnh nhân nặng, tình trạng người bệnh yếu liệt, hôn mê thở máy, người nhà không được túc trực thăm nuôi, nên tất cả các công việc từ chăm sóc chuyên môn đến sức khỏe, tinh thần đều do điều dưỡng đảm nhận. Với điều dưỡng Phan Thị Linh, công tác tại khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng hơn 3 năm, luôn thấu hiểu trách nhiệm và đặt cái tâm của mình chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, mang lại sức khỏe, niềm vui cho người bệnh. Có những bệnh nhân mà có cái ranh giới giữa cái sự sống và cái chết nó rất là mong manh, nên một người điều dưỡng khi mà ngoài cái những kiến thức tốt thì đòi hỏi phải có tác phong nhanh nhẹn, rồi là phải luôn luôn là lắng nghe, chia sẻ để mà mình có thể đồng cảm cũng như là giúp cho những người bệnh họ vượt qua được cái bệnh tật của mình. Những người bệnh yếu liệt thì mình phải hỗ trợ cho họ trong quá trình đi lại, rồi hỗ trợ họ trong các bữa ăn hàng ngày nhà hàng. Thì rồi là còn mình động viên tinh thần của họ. Gắn bó với nghề điều dưỡng hơn 2 thập kỷ, anh Ngô Văn Truật, điều dưỡng trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ trong phần lớn 24 năm công tác, anh dành tới 21 năm trực tiếp chăm sóc người bệnh. Là một trong những người dạng dày kinh nghiệm điều dưỡng, anh càng thấm thía tính đặc thù của nghề này. Trong quá trình công tác thì có rất là nhiều cái nỗi buồn có, vui có. Nhưng mà để gắn bó thật lâu với cái khoa thận nhân tạo này thì phải có một cái tình thương, tình yêu và tình trách nhiệm với bệnh nhân. Bên cạnh cái công việc mình chăm sóc điều trị thì mình phải là tư vấn an ủi bệnh nhân, khi đó mà họ yên tâm mà điều trị vượt qua một cái giai đoạn khó khăn ban đầu. Theo chị Linh, anh Truật, nghề nào cũng phải cần có chữ tâm. Nghề điều dưỡng lại cần thiết hơn khi hàng ngày phải chứng kiến nhiều cảnh đời éo le, bất hạnh, nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Đã lựa chọn nghề điều dưỡng là phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi cá nhân, phải là người can đảm bởi áp lực công việc không nói được bằng lời. Người ta vẫn hay nói là điều dưỡng là nghề làm dâu trăm họ. Thì đối tượng để mà chúng em tiếp xúc hàng ngày đó chính là người bệnh, người nhà người bệnh. Mà người bệnh thì họ không có giống nhau về cũng như là tính cách, rồi thái độ, cái cách ứng xử. Rồi khi mà họ đau đớn thì tính cách họ có thay đổi. Chúng em cũng cần phải có cái sự lắng nghe, cái chia sẻ cũng như là cái sự đồng cảm thì có thể chia sẻ bớt cái nỗi đau của người bệnh và người nhà người bệnh. Để mà gắn bó lâu dài với cái thận nhân tạo ấy, thì tên hết thì phải là cái trách nhiệm với tình thương bệnh nhân. Vì mà mình thấy một số cái trường hợp mới chưa từng biết được là một gia đình họ qua một thời gian dài thì người thân họ cũng nản đi. Cái tình thân chăm sóc của người thân với cái người bệnh hiện tại, có một số gia đình họ thì chồng cũng lơi đi hoặc là vợ cũng lơi chồng, rồi con cũng phải đi. Thì nếu như mình, nếu một người suốt ngày mình chăm sóc bệnh nhân mà mình cũng như vậy nữa thì bệnh nhân không biết đi đâu, họ bấu víu vào ai hoặc sẽ tâm sự với ai. Em rất là hài lòng với cái thái độ của đây, vì nhân từ bác sĩ đến nhân viên y tế đến điều dưỡng thì họ rất là nhã nhặn, hòa nhã, không có cáu gắt. Chúng tôi rất tin tưởng vào cái trình độ chuyên môn cũng như tấm lòng y đức của các cái y bác sĩ cũng như là điều dưỡng viên ở đây. Họ rất quan tâm, chăm sóc giúp đỡ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn. Và họ không nề hà cái gì cả. Niềm vui và động lực tiếp tục làm việc của họ là những tín hiệu chuyển biến tích cực của người bệnh. Được nhìn thấy nụ cười của người bệnh mỗi khi xuất viện hay chỉ là cái nắm tay cảm ơn dành cho đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng.
đôi lúc mình lại nghĩ là à sao mình lại chọn cái nghề này, nhưng mà rồi sau đó những cái giờ nghỉ rồi anh em đồng nghiệp lại đồng viên nhau, rồi những đôi lúc vẫn có những cái bệnh nhân họ dễ thương, họ cảm ơn mình, thì đó cũng là những cái động lực để mình chưa bao giờ mà mình có ý định là sẽ từ bỏ. Giữa bệnh nhân và điều dưỡng và bác sĩ ở đây nữa, thậm chí họ gặp nhiều với mình nhiều hơn là gia đình của họ này. Vì từ ngày này qua tuần nọ đến tháng này đến năm nọ, họ gắn bó có một số anh chị em bà con bệnh nhân cả 20 năm đi. Từ đó thì tình giữa chăm sóc bắt đầu là một tình thân từ một người bệnh, sau là qua một người thân, thì một quãng đường rất là dài, hình như sau một gắn bó rất là nhiều. Không sao mà từ đó mình thấy cái trách nhiệm của mình rất là cao. Em cũng rất thích một câu nói, đó là hãy vì một nụ cười nhỏ mà đổi lấy một niềm vui lớn, xóa dịu đi nỗi đau của người bệnh. Và nghề điều dưỡng chính là nghề tôi chọn và tôi yêu. Thưa quý vị, có một câu nói như thế này: một số người thoáng qua cuộc đời chúng ta, một số khác ở lại trong giây lát và ghi dấu trong tim mỗi chúng ta. Kể từ đó, chúng ta không còn là chúng ta của ngày hôm qua nữa. Khi ngoái đầu nhìn lại, không phải tiền bạc hay địa vị bạn đã giành được, mà những điều tốt đẹp bạn đã làm cho người khác mới quan trọng và có ý nghĩa nhất. Vâng, và với các anh chị điều dưỡng cũng vậy, bằng lòng yêu nghề và với sự tận tâm, luôn yêu thương và chăm sóc người bệnh như chính người thân của mình, để rồi hàng ngày khi mà khoác trên mình chiếc áo tinh khôi đều cảm thấy hạnh phúc, vì sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình.